Chào các chị học viên, như đã hứa với một chị bạn tôi đang là chủ shop của một chuỗi cửa hàng bán thiết bị nhà bếp. Thì chị có nói là Phan Anh làm cái video hướng dẫn cho chị cái cách mà xây kênh và viết kịch bản cho cái việc mà thầy hướng dẫn cho chị làm video phát triển kênh cho cái sản phẩm thiết bị nhà bếp. Thì đây là một chị bạn tôi, chị cũng là giảng viên đại học và hiện nay đang bán lẻ các cái sản phẩm thiết bị nhà bếp. Thế thì các bạn biết rồi đấy, cái sản phẩm thiết bị nhà bếp là một cái sản phẩm mà tính thiết yếu rất là cao và đối tượng khách hàng chủ yếu sẽ là phụ nữ. Đàn ông cũng mua nhưng mà tỷ lệ mua cũng sẽ thấp hơn phụ nữ rất nhiều. Phụ nữ thường họ sẽ quan tâm và họ sẽ mua những cái sản phẩm này. Thế thì thiết bị nhà bếp ở đây thì nó có thể gồm những cái sản phẩm gì? Nó có thể có rất nhiều sản phẩm như là bếp từ này, máy hút mùi này, các loại nồi niêu xoong chảo, rồi thì máy nồi chiên không dầu, máy làm sữa hạt, rồi lò nướng bánh, đúng không ạ? Rồi thì vân vân, rất nhiều những cái thiết bị, máy rửa bát, đấy, kiểu như thế. Vậy thì làm thế nào để xây dựng một cái kênh bền vững, phát triển chiến lược là video marketing cho các sản phẩm thiết bị nhà bếp thì tôi sẽ gợi ý cho các anh chị và các bạn sau đây. Đầu tiên là cái kênh chủ đạo. Kênh chủ đạo thì chắc chắn là chúng ta sẽ phát triển kênh TikTok, Facebook Reels, Instagram Reels và YouTube Short. Đồng thời chúng ta cũng sử dụng Zalo cá nhân hoặc là Zalo của doanh nghiệp. 4 đến 5 cái tài khoản này thì chúng ta đều sử dụng một thương hiệu, một nhãn hàng, thí dụ như là nhà bếp ABC hay là của thầy Phan Anh là PA Marketing, nhà bếp PA, kiểu như thế. Được chưa? Cùng một thương hiệu, cùng một logo, cùng một thông tin nhá. Thế tại sao chúng ta lại phải sử dụng nhiều kênh như vậy? Thực ra chúng ta chỉ cần TikTok và Facebook Reels là ok rồi. Nhưng mà chúng ta đã mất công sản xuất video rồi thì chúng ta sản xuất một lần và đăng lên nhiều chỗ. Thí dụ như cái video này tôi cũng sẽ đăng lên Facebook của tôi và sau đó thì tôi cũng đăng lên trên YouTube của tôi. Đúng không ạ? Vâng, sản xuất một lần và đăng lên nhiều chỗ. Đấy là chiến lược, chúng ta tiết kiệm thời gian và chi phí. Thế còn các cái chủ đề, các cái chủ đề chủ đạo cho video để mà xây kênh cho cái thiết bị nhà bếp là như thế nào? Thì tôi gợi ý cho các anh chị và các bạn một số những cái chủ đề. Thứ nhất là chúng ta có một cái series đánh giá từng cái thiết bị nhà bếp cụ thể. Thí dụ như bếp từ, đúng không ạ, máy rửa bát, bếp hoặc lò nướng bánh, nồi chiên không dầu, máy hút mùi, các loại nồi niêu xoong chảo, bát đĩa, phụ kiện khác. Thì mỗi một cái sản phẩm chúng ta đã có một series rồi, chúng ta đã có một số video rồi. Đó. Đây là gọi là chúng ta sẽ review và đánh giá những cái tính năng, những cái yếu tố, những cái công nghệ. Rồi thì yếu tố về thương hiệu, rồi thì nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, vân vân, để chúng ta nêu bật nên là cho khách hàng thấy là tại sao nên sử dụng sản phẩm này mà không phải là sản phẩm khác. Rồi cái xu hướng sử dụng nhà bếp hiện đại như thế nào, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo là các series về hướng dẫn sử dụng từng cái thiết bị nhà bếp cụ thể, và cố gắng là chúng ta sẽ khai thác những cái tính năng lạ, tính năng hiếm, tính năng khác biệt. Chứ còn nồi cơm để nấu cơm thì nó rất là bình thường rồi, đúng không ạ? Nhưng còn bây giờ nồi cơm tôi để rang cơm này, tôi để nấu cháo, tôi để hầm thức ăn này, tôi nói thí dụ như vậy, đúng không ạ? Nồi chiên không dầu để có thể làm pizza này, thay vì cần lò nướng bánh, vân vân. Tại sao chúng ta lại nên đi khai thác những cái sự khác biệt như vậy? Thì nó sẽ tạo ra cái sự mới mẻ cho người xem. Đó. Cái series thứ ba đấy là chúng ta sẽ hướng dẫn cách bảo quản thiết bị nhà bếp khi chúng ta không sử dụng đến. Đặc biệt là các cái thiết bị điện tử lâu không sử dụng thường có xu hướng bị hỏng. Bởi vì trong môi trường nhà bếp thì thường có xu hướng là nóng, ẩm thấp, đúng không ạ? Chuột bọ, vân vân. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho họ cách sử dụng, cách vệ sinh, dùng cái thiết bị gì để vệ sinh, dùng cái hóa chất gì dùng để vệ sinh cho nó nhanh, cho nó sạch. Đó. Và độ bền của sản phẩm cao. Đó. Thì tôi nghĩ là cái series này thì cũng sẽ có một cái số lượng xem nhất định. Tất nhiên nó sẽ không nhiều. Đúng không? Tiếp theo là series tiếp theo đấy là chúng ta sẽ hướng dẫn nấu một số món ăn cụ thể với một cái số thiết bị nhà bếp cụ thể. Chúng ta sẽ lên các danh sách các món ăn và dành cho các cái thiết bị cụ thể, thí dụ như là nồi chiên không dầu, thí dụ như là nồi hầm, thí dụ như là bếp từ, thí dụ như là những cái sản phẩm khác đó. Thì chúng ta sẽ có một cái series như vậy để hướng dẫn cách sử dụng thiết bị, bởi chúng ta không dạy nấu ăn mà chúng ta đang hướng dẫn cách sử dụng thiết bị, khai thác thiết bị, bởi vì chúng ta bán thiết bị mà, đúng không ạ? Và một cái series nữa mà tôi nghĩ rất là hay đó chính là tình yêu của người đàn ông thì đi qua cái dạ dày. Câu nói này rất là kinh điển của các cụ, đúng không ạ? Đàn ông chúng tôi thì dễ chiều thôi, cho ăn, cho ngủ, cho sách đúng đủ đều thì là mọi thứ sẽ đều vui vẻ hết, đúng không? Thế thì vì cái thông điệp này cho nên là người ta mới nói là tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày, có nghĩa là như vậy. Như vậy chúng ta sẽ làm những cái món ăn từ các cái thiết bị nhà bếp cụ thể, hoặc là một series các nhà bếp. Ví dụ cái món này cho sang nồi này, nhưng mà cái bước tiếp theo lại cho sang cái nồi khác, bước tiếp theo nữa lại cho sang cái máy khác, đúng không ạ? Vâng. Bởi vì chúng ta là chủ tiệm bếp mà, chúng ta có rất nhiều đồ, như vậy chúng ta có thể khai thác rất là tốt, đúng không ạ? Rồi, hay là bếp lẩu, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng như thế nào, vừa luộc rau, vừa nấu cơm, vừa rán đậu, vừa xào nấu, vân vân, chỉ với một cái bếp thôi. Hoặc là chúng ta tái hiện lại cái thời sinh viên, khi mà chúng ta nghèo khó thì chúng ta chỉ có mỗi một cái bếp lẩu, chúng ta giải quyết tất cả các món ăn. Thì cũng tôi nghĩ rằng là lượt xem cũng sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, một cái series nữa, một cái thông điệp mà các bạn nên làm đó là căn bếp là nơi thể hiện tình yêu của người phụ nữ, đúng không ạ? Của người phụ nữ. Thí dụ như là yêu chồng thì chăm lo những món ăn cho chồng, chăm sóc sức khỏe để người chồng là trụ cột của gia đình. Thương con, đúng không ạ? Thì nấu các món con thích, thí dụ như là con thích hôm nay món gì thì sẽ làm cái món đó. Con thích ăn pizza thì làm pizza, thích ăn gà nướng kiểu KFC, khoai tây chiên, làm hết, đúng không ạ? Không cần phải ra KFC, không cần phải ra Lotteria, ở nhà cũng có thể nấu những cái món như nhà hàng, rồi như những cái tiệm fast food cao cấp đó. Tôi nghĩ rằng là series như vậy lượt xem cũng rất là ok, và nó có cảm xúc trong cái video đấy rất nhiều. Về sự hiếu nghĩa, đúng không ạ? Thì cô con dâu có thể, hay là cô con đẻ có thể nấu nướng cho các phụ huynh hai bên, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ cho mình những cái món hầm, những cái món bồi bổ sức khỏe, những cái món mà các cụ ốm đau, các cụ răng yếu, vân vân. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là những cái series như vậy rất là hay. Tiếp tục làm chúng ta cũng có thể hướng tới bạn bè, nó giải quyết cái tiệc tùng một cách rất là nhanh chóng. Ví dụ như là tinh một cái là hẹn 5 người, 10 người tới ăn chơi như vậy, chuẩn bị rất là nhanh, làm một số cái món fast food, làm một số những cái món ăn dạng finger food, vân vân, kết hợp với rượu vang, với cocktail, với bia. Thế là chúng ta đã có một cái party nhỏ nhỏ nhân dịp sinh nhật, nhân dịp lên lương, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ tình nhân hay tình bạn, ok, ABCXYZ đều được. Rồi thì tại sao tôi lại phải đưa ra rất nhiều series như vậy? Bởi vì các bạn biết rồi là một cái quá trình xây kênh nó là một cái quá trình dài, chứ không phải là chỉ 1-2 video mà chúng ta lên được. Chúng ta liên tục các cái số lượng video, mỗi một ngày chúng ta đăng tối thiểu từ 1 đến 2 video trên một kênh tối thiểu, cho nên chúng ta cần nhiều series. Và cách thể hiện các cái video này là chúng ta sẽ mang mỗi một video, nó là video ngắn mà, cho nó chỉ khoảng 60 giây thôi, thì chúng ta sẽ mang một thông điệp thôi nha. Thông điệp này là thông điệp mà hết sức đơn giản, dễ hiểu, vui vẻ và hài hước, dễ thương, dí dỏm một chút. Đấy, có một cái bí mật nào đó, ví dụ như là một công thức nấu ăn, có một cái sự cố nào đó, ví dụ như là đang nấu ăn nhưng mà chồng đi qua, chồng lại trêu, lại ghẹo một cái, đúng không ạ? Hay là cho chồng một cái món ăn gọi là gà rang bóng đêm, đúng không ạ? Cháy đen xì, vì sao? Vì không đưa lương đầy đủ, đúng không ạ? Vì không đóng thuế đầy đủ, ok. Rồi thì cũng nên có những cái bước ngoặt, cái bước ngoặt mà không hề báo trước. Có những cái món ăn ngon, có những cái cách trang trí, cách nấu nướng nó tiết kiệm thời gian, và có trang phục của cái người diễn viên đẹp mắt, thu hút. Chứ còn nếu mà mình ăn mặc bình thường thì có thể lại không có view cao. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi không cổ suý cho cái việc là chúng ta ăn mặc hở hang, mà tôi đang nói là cái cách ăn mặc nó đẹp, nó hấp dẫn, và cái video, cái hình nó cũng phải đẹp. Đúng không? Còn tôi thì tôi làm video này là tôi làm video giáo dục, tôi hướng dẫn chi tiết theo kiểu là đào tạo thì tôi làm mind map, tôi có hình của tôi như này thôi. Nó cũng hơi đơn giản một chút nhưng thực ra về mặt chất xám là rất tốt, đúng không ạ? Còn về mặt giải trí thì nó không được như các cái video của TikTok nhạc nhẽo rồi các em có số đo 3 vòng đẹp, không thể được như vậy. Có những cái tình tiết gợi ý về cái chủ đề 18 cộng sexy một chút, đúng không ạ? Thí dụ như là không đưa lương đầy đủ thì chỉ cho toàn ăn gà bóng đêm với lại khoai tây bóng đêm, đúng không ạ? Rồi cho ăn cơm trắng, mới lại cho con tôm bé xíu ở trên đấy, con cá sơn hào hải vị, đúng không? Bé xíu, mỗi con thì bé này. Thế nhưng mà đóng thuế đầy đủ, đưa tiền lương đầy đủ, chuyển khoản tinh cái trăm củ thì lại cho ăn ngon lành ngay. Đấy, sau đó là mà mình vẫn có rất là nhiều thời gian để nghỉ dưỡng. Ok, tôi sẽ đưa một cái ví dụ, một cái TVC quảng cáo hoặc là một cái kịch bản cụ thể cho nhà bếp hoặc là bán một cái phụ kiện nào đó để các bạn có thể quan tâm. Là ví dụ như là tôi sẽ tạo ra hai hình ảnh đối lập, so sánh hai hình ảnh đối lập. Một người phụ nữ truyền thống nấu cái bữa cơm bằng bếp gas và sử dụng các cái thiết bị nhà bếp cũ, nó mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức và món ăn thì nó cũng không được ngon, không được đẹp mắt. Đấy, rồi phải đợi chồng con về, chồng con không muốn về bởi vì đồ ăn nó không ngon, đúng không ạ? Vâng. Đấy, rồi thì người phụ nữ này trông rất là mệt mỏi, chán nản, tiêu tụy, không hấp dẫn về mặt hình thể, đầu tóc thì đầy mùi thức ăn dù dối, đúng không ạ? Khiến bản thân cô ấy cũng bị mất cảm hứng, mất đi cái tình yêu đối với nấu nướng. Rồi thì chồng cô ấy nhìn thấy cô ấy cũng chán, chả muốn động vào, giống như là cái món ăn dở mở ra thì lại đậy vào, đúng không ạ? Rất là chán. Vâng. Và bản thân cô ấy cũng không có thời gian chăm sóc cho sức khỏe, cho vẻ đẹp hình thể của mình, cho trí tuệ của mình, cho cái tâm hồn của mình. Ví dụ như là nghe nhạc, skincare, đi xem phim, đi shopping, đi làm nail với bạn, vân vân. Con cái học tập thì không có thời gian để mà hướng dẫn, đúng không? 22 giờ đêm vẫn đang ngồi rửa bát, khóc, nhiều lúc là muốn đập hết cái bát đấy đi. Đấy, thì tất nhiên chúng ta sẽ hình tượng hóa nó lên một chút. Đấy, trong khi đó đấy là một cái nửa màn hình trái, một nửa màn hình phải thì một cái người phụ nữ hiện đại, đúng không ạ? Xinh đẹp, đầy sự cuốn hút, đầy sự mê hoặc, đầy sự tự tin đó, đang đứng trong một cái căn bếp tiện nghi đầy đủ hoặc ít nhất những cái thiết bị cơ bản mà mình bán, đúng không ạ? Như bếp từ ba ngăn chẳng hạn, nấu 3 bếp, rồi thì lò vi sóng, rồi thì là nồi chiên không dầu, rồi thì các cái nồi niêu xoong chảo bát đĩa rất là xịn, toàn là cái đồ cao cấp, rồi thì bếp nướng bánh, rồi thì máy rửa bát, rồi thì những cái thiết bị cao cấp khác, đúng không? Thì họ có thể nấu những món ăn rất là ngon, rất là tây, rất là mới, đẹp mắt, hấp dẫn, ngon lành cành đào, giống như món ăn và cô ấy đều ngon lành như nhau, nóng hổi, đúng không? Hot. Đấy. Và thời gian đứng bếp thì chỉ bằng 1/3 đến 1/2 so với phương thức truyền thống thôi. Đó. Và chồng con thì lúc nào cũng háo hức về, đúng không ạ? Bởi vì hết giờ làm 5 giờ phát nhìn đồng hồ cái là thôi đi về rồi, bởi vì ở nhà là đang có bữa ăn ngon đợi mình, đang có cô vợ hấp dẫn đợi mình, đúng không? Chồng con về đúng giờ thì có cái hình ảnh về cái đồng hồ như vậy, vân vân. Ăn uống thì gia đình rất là vui vẻ, hào hứng. Đấy, mọi người cười đùa vui vẻ, có thể 2 thế hệ hoặc 3 thế hệ cùng ăn trong một cái bữa cơm như vậy, có cái cảm xúc, có cái sự hạnh phúc, có một cái sự đầy đủ, có một cái chút cái sự ghen tị về một cái gia đình hạnh phúc, một cái gia đình thành đạt, giàu có, vợ đẹp con khôn, bố mẹ hai bên vẫn còn đầy đủ và rất là yêu thương con cái. Tôi nghĩ đấy là một cái hình mẫu mà ở Việt Nam nói riêng và các nước Đông Á nói chung rất là thích, vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, và cái sự hạnh phúc này nó được tỏa ra từ trong căn bếp, từ cái niềm vui nấu nướng, từ cái vẻ đẹp hình thể của cô gái, của người phụ nữ đó, bởi vì họ không thấy mệt mỏi, họ rất là thích và là thời gian vô cùng tiết kiệm. Rồi sau bữa ăn thì họ cho hết các cái thiết bị vào rửa ráy, rồi họ cho bát đũa vào máy rửa bát, bấm nút cái là trong lúc đấy thì họ đã, cô gái đó lên giường mặc một cái váy lụa rất là đẹp, rất là sexy, đúng không ạ? Và đã skin care, bật nến thơm lên cho mình, và lướt mạng xã hội, đúng không ạ? Trong khi đó thì anh chồng đã gõ cửa và muốn xin được vào tòm tem, xin được vào rồi anh nhớ anh thương. Đấy, thế là kết thúc video, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là có hai cái video nó sẽ đối lập với nhau ở bên trái và bên phải. Đấy, tạo ra hai số phận. Đấy, thì chúng ta đưa cảm xúc, chúng ta đưa sự so sánh đấy vào. Thì sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc video bằng cách là hãy mua sắm các thiết bị nhà bếp bởi bếp ABC, bếp XYZ của chúng tôi. Vâng. Thế thì cái bối cảnh để thuận tiện cho việc sản xuất thì chúng ta nên sử dụng chính cái cửa hàng của chúng ta. Chúng ta tạo ra một cái căn bếp đẹp và có đầy đủ các phụ kiện về bếp. Chúng ta sử dụng diễn viên là chủ shop luôn thì càng tốt. Sau đó thì các nhân viên là diễn viên quần chúng và chúng ta tạo kịch bản tung hứng với nhau. Bây giờ người ta thích xem cái kịch bản tung hứng, chứ còn nếu mà cái kiểu mà thầy Phan Anh ngồi một mình nói như này thì chỉ giảng bài thì phù hợp thôi. Thế còn video hài hước thì phải nên có kịch bản 2-3 người. Đấy, và kèm theo bối cảnh, kèm theo âm nhạc, kèm theo các kịch bản tốt, đúng không? Và chúng ta cứ sản xuất hàng ngày, sản xuất đều. Ngày phải đưa cho tôi tối thiểu 1 đến 2 video. Còn thực ra TikTok họ khuyên là các bạn nên đưa lên tận 4 video một ngày để chúng ta thử nghiệm xem là cái video nào tốt. Và nếu mà chúng ta làm tốt thực sự ấy, thì chỉ cần khoảng 3 tháng là chúng ta có thể lên đến 100.000 sub. Đấy, tôi có một bạn học viên là làm vụ video chỉ mất 1 phút. Mỗi một ngày làm một video chỉ mất 1 phút. Đấy, nội dung rất là đơn giản mà lên được 80.000 sub trong vòng có 3 tháng trời. Rất là nhanh. Vâng, ok. Thì như đã hứa, tôi là người rất là giữ lời hứa. Thì tôi đã làm cái video này rất kỹ, chứ không phải là short video nói về short video, mà đây là long video nói về series short video dành cho những người bán thiết bị bếp, cho chị bạn tôi. Vâng, tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, là chuyên gia về digital marketing và đang giảng dạy cho các bạn về cách thức kinh doanh online, cách thức xây kênh và bán hàng trên Facebook, trên TikTok và các nền tảng khác. Nếu các bạn cần tư vấn, cần đào tạo và cần học các lớp học 1-1, lớp học theo lớp, hoặc là đào tạo in-house, hoặc là triển khai các cái giải pháp marketing tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp của mình, thì các bạn có thể liên hệ với tôi là Nguyễn Phan Anh ở địa chỉ Facebook đây ạ, facebook.com/Phan Anh Online. Các bạn có thể tìm Nguyễn Phan Anh. Đấy, hoặc là số điện thoại của tôi là 0989 623 888. Ok, một lần nữa cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Nếu mà chúng ta có đặt hàng nào, các bạn cứ comment, cứ đặt hàng tôi muốn thầy nói về cái này, tôi muốn thầy nói về cái kia, thì tôi sẽ làm cho các anh chị khi tôi có thời gian. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào.